không thể để cái chuyện này xảy ra được. Rất là nguy hiểm. Phải có cách gì đó giúp cho chị Xuân của em thay đổi. Đã có cách rồi. Cách gì? Khổ nhục kệ. Quý. Sao? Anh Vũ. Kêu qua đây có chuyện gì không? Trời ơi, có gì đâu, anh cứ ngồi xuống đây. Từ từ, chuyện đâu còn có đó chứ gấp gáp cái gì. Sao? Dạ. Kiếm anh có chuyện gì không? Cũng có một chút việc á. Muốn kêu anh qua đây. Có gì gì thì cứ nói đi. Anh em trong nhà không à? Hả? Anh giúp được anh giúp. Cái chuyện chị Xuân của em. Chị Xuân của em hả? Ủa? Chị Xuân của em chị. Xuân có chuyện gì hả? Anh Vũ. Tưng ta răng tưng 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 ha răng ta răng tưng tưng ma tưng à ta răng ta răng tưng 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 à. Dạ mời anh uống nước. Lộn anh Vũ. Dạ mời anh uống nước anh Vũ. Ủa của anh hả? Dạ anh uống nước đi anh. Em nói cho anh biết, đây là một cái loại nước ép rất đặc biệt nha anh. Em phải lên rừng xuống núi đó anh à. Em lên rừng em hái một quả nho. Em lên núi em hái một quả đào. Em xuống biển em hái một chùm rong biển. Sau đó em đi ra chợ em mua một cái ly này về cho anh uống đó anh. Dạ anh uống đi, rất ngon nha anh nha. Uống đi anh, uống đại đi. Dạ ngon dữ lắm, anh uống đi. Đây là coi như cái tình cảm của em dành cho anh đó. Thôi, tôi làm anh ngại quá. Đâu có gì đâu mà ngại, anh cứ uống đi anh. Thôi vậy anh, uống đi phép nha. Dạ uống. Thật đi ra anh đi ngoài đường cũng đang khát. Dạ con nước uống chạy khát. Dạ anh cứ tự nhiên uống nha anh nha. Thì cái màu đẹp á, màu đẹp lắm, màu nho mà anh. Màu nho hả? Dạ màu trái nho. Anh có uống nha, anh uống nha. Đi anh uống đi, anh uống giùm em đi, ngon lắm mà. Ngon à, uống uống đi. Ngon lắm nha. Uống hết luôn, uống hết luôn. Uống hết luôn. Ờ à, đúng rồi, đó. Anh thấy sao? Ngon không? Ngon không anh? Cảm giác ngon ha. Anh đưa thấy cho em cái ly. Thấy sao? Vị đó sao? Vị ngon. Nhưng mà có cái mùi gì lạ lạ. Mùi lạ hả? Mùi thuốc đó anh. Thuốc. 1, 2, 3. Trời anh xỉu rồi, anh xỉu rồi. Ủa, mà nói chung là anh ngủ rồi đó. Anh cho uống thuốc gì vậy? Thuốc ngủ, thuốc ngủ, thuốc ngủ. Trời ơi, có sao không vậy nha? Trời không yên tâm, không sao đâu. Cái túi anh đâu rồi? Cái túi, à đây, cái túi, đây, túi anh đây. Cái túi anh đây. Đây, đợi em tí xíu, đợi em tí xíu nha. Đó, đây. Đâu rồi, trời đất ơi thiệt á. Lâu ngày không có make up đây em, không có sử dụng tới cái đồ này luôn đó. Không biết đường gỡ. Ca đồ nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh lên, lên chị xuống một cái là phiền lắm. Thiệt đó, nhìn cho mặt đáng yêu ghê. Cái gì anh quánh cho mặt thì giống như con gấu trúc đi. Vậy, phải vậy, bà Xuân bà mới tin hiểu không? Hiểu không? À, được, được, mà yên yên tâm. Thôi quá, đây lố nha. Lố gì bà Xuân bà mới tin, hiểu không? Nhanh 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 nha. Rồi đó. Nhanh nhanh nhanh, chị xuống là chết. Với cái đôi mơ này thiệt á thì tôi muốn... Muốn làm cái gì? Lấy chị, chị xuống. Chị mẹ. Trời ơi. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, chân tay cho tôi coi coi. Trời đất ơi, xua đuổi người ta. Anh Vũ, trời đất ơi, cái mặt anh Vũ bị sao vậy nè? Anh Vũ ơi, anh Vũ. Tất cả là tại bà đó. Đúng rồi đó, tất cả là tại chị đó. Hả? Tại chị hết. Tại chị làm anh buồn. Anh phải suy nghĩ nhiều, anh phải động não, anh phải trăn trở, anh không ngủ được. Đó chị thấy không? Hai con mắt của anh y như hai con gấu trúc, cái môi anh tái ngắt. Nhưng mà chị đâu có làm gì đâu, chị đâu có làm gì sai. Mấy bữa nay chị không có quyền lý. Trời ơi, bà còn mở miệng ra bà nói là không có sai nữa hả? Chị không sai, chúng ta sai. Xuân thật sự ngu ngốc, bảo vệ Vũ như đó không xong. Nỡ làm người yêu ngủ, thế thì còn xứng đáng yêu không? Chuyện mà hát cái gì vậy? Bà nhìn anh Vũ đi, một người con trai thương một người con gái, vì muốn bảo vệ cho người con gái đó mà cái đôi mắt thương quần. Bởi vì sao? Là ảnh á, ảnh muốn bảo vệ bà, ảnh muốn thuyết phục mẹ của ảnh làm sao để thích bà, hiểu chưa? Mà muốn làm được cái điều đó không được nữa thì là coi như dì Út Hương cũng cản ngăn cái chuyện tình cảm của bà thôi. Hai người không đến được với nhau thì phải làm sao? Phải làm sao? Đúng rồi đó chị. Bây giờ chị phải thay đổi đi. Chị không thể nào như vậy được. Chị phải học cách làm sao để nữ công dây chánh. Đó.
Đúng rồi, hay là bây giờ nè, nhân cái dịp mà anh đang bất tỉnh nè, chị xuống bếp đi, chị nấu ăn, chị nấu mấy cái món mà ví dụ như chị lại biết làm đó, để bồi bổ thăm bổ cho ảnh. Nấu ăn. Và bây giờ là bài học đầu tiên. Ngày đầu tiên đi học mà mẹ dắt tay đến trường à, em vừa đi vừa khóc mà. Mẹ vô đầu đừng khóc nữa con, đừng khóc nữa mà. Vô trường học đi con. Nói nghe nè, vô trường học đi có bạn bè nhiều lắm không sao đâu, đừng khóc mà con nha. Đừng khóc, khóc xấu quá rồi mà khóc hoài nha. Ê, hả? Tôi hỏi cái nè. Ngày đầu tiên đi học thì có bài hát đó đúng không? Còn nếu mà mình học xong rồi thì có bài nào không? Có chứ. Bài nào? Tan trường đâu, đâu vậy? Chưa học xong mày đâu vậy? Học xong rồi hát tan trường kìa. Bà tào lao không à. Sở dĩ mà tôi hát cái bài học đầu tiên là bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên bà bước vô bếp, hiểu chưa? Đó, cho nên tôi ngẫu hứng tôi hát cái bài đó thôi. Đó, hôm nay tôi sẽ dạy cho bà một cái món ăn rất là gần gũi với Tết truyền thống của chúng ta. Đó là món thịt khưng chó. Trời đất ơi, ông ơi, cái món gì mà thấy ghê vậy? Trời, tôi lộn, lần đầu tiên làm MC nó hơi bỡ ngỡ, bơ ngơ lạc lối tí xíu. Thịt kho trứng. Tôi thông báo cho ông biết là tôi là thành viên tích cực, là thành viên nòng cốt của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Chó Mèo nha. Biết rồi, lộn tí xíu nó lợi thôi mà. Đây nè, hôm nay bà phải học cái món này đi, món này rất là cầu kỳ nha. Không, không có học. Học đi. Không, mấy cái món này Tết ăn nhiều, ăn ngán lắm rồi, dầu mỡ tùm lum hết á, ăn vô nó không có tốt cho sức khỏe, tôi không có học đâu. Học món nào mà tốt cho sức khỏe tôi học nha. Ê, bây giờ không muốn học món đó cũng phải học nữa, món cơ bản mà. Đúng rồi, bà phải học đi. Tất cả nguyên liệu tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi nè. Đó, bà qua bà sắc thịt đi, nhanh lên. Nè, lên coi. Cầm cái miếng thịt lên, lên rồi xong mà cầm cái con dao lên sắc coi cho tôi coi. Ê, sắc thịt chứ không phải sắc tụi tôi nha. Nha. Nhưng mà xưa giờ tôi không có cầm dao. Biết rồi, bây giờ cầm dao thì bây giờ mình tập tành mình cầm dao. Bây giờ cầm cái miếng thịt lên nè. Cầm cái miếng thịt lên, xong rồi để bỏ lên cái thớt đó. Xong rồi cái bây giờ mình sắc nè. Sắc cái miếng thịt nó vậy bự lên tí xíu. Bự lên, đừng có sắc cái miếng mỏng như vậy. Đâu, bạn phải sắc đâu. Cái miếng thịt đó là nó cỡ bằng hai ngón tay của tôi hoặc là bằng ba cái ngón tay của tôi nè, bà hiểu chưa? Biết rồi, tôi biết rồi. Đúng rồi, mình phải cắt cái kiểu đó để khi mà mình kho tới kho lui á thì 2-3 ngày thì nó không có bị rụt rã, hiểu chưa nè? Hiểu rồi. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà đừng nói bà mới cầm dao bà bị đứt tay nha. Tôi không quen chơi dao. Trời ơi. Trời đất ơi, thiệt tình luôn á, đứt có một cái ngón tay thôi à. Mà thiệt á, biến thành đời ươi luôn hay sao vậy trời. Bỏ nó xuống coi. Mà thường em thấy người ta cắt thịt là người ta đứt ngón trỏ không, tự nhiên sao chị đứt ngón giữa. Cái đó là người ta, còn chị là đứt ngón này. Em đã quên chị để ngược rồi sao? Bà rất là tệ hại luôn đó, bà quá tệ hại luôn. Con gái vậy mà không biết làm một cái gì hết trơn trời. Tôi cũng cố gắng mà. Bây giờ bà muốn làm một cái gì đó đơn giản hơn không? Muốn làm đơn giản thì bây giờ cắt củ hành đi. Để được một cái nồi kho hộp vịt, cái công đoạn cắt cái củ hành là đơn giản nhất. Bây giờ bà cắt củ hành đi. Rồi. Cầm cái con dao, xong bà cầm một cái củ hành lên. Đó, xong bây giờ lấy con dao kề vô cái chỗ đó. Cái chỗ cái cùi đó, đó là mình cắt nó ra. Cái củ hành nó rất nhiều lớp áo, mình phải cắt cái lớp. Cái gì nữa vậy? Bị gì? Mau trời. Đứt tay nữa. Trời ơi. Hả? Mau. Sao đứt tay vậy? Ôi, chị Xuân. Xuân, có sao không Xuân? Xuân, sao vậy? Hả? Đứt tay rồi. Xuân. Bà làm như vậy á để cho người ta biết là bà đau hai ngón tay đó. Máu. Trời ơi, máu nè. Anh thấy chưa? Em chảy hai cái ngón này nè. Em cứng đơ hai cái ngón tay của em rồi anh ơi. Anh ơi, em cứng đơ hai cái ngón tay chảy máu của em rồi anh ơi. Em cứng đơ rồi. Bình tĩnh đi. Bà làm cái gì vậy trời? Làm gì mà cứng đơ? Nè, bà coi được mà ở đâu ra cứng đơ. Bà làm quá không à. Xuân,
Không sao đâu. Em lộn. Thôi nhưng mà thôi, em không thích nấu ăn đâu. Em không thích nấu ăn. Em không thích cắt thịt, em không thích cắt bất kỳ một cái loại củ quả nữa. Rồi ok, ok. Nếu như em không thích, anh không ép em nữa. Em chỉ cần làm những gì em thích thôi ha. Đúng rồi đó. Cái gì mình không có thích thì mình đừng có làm. Hiểu không? Đúng không em? Đúng rồi. Anh Vũ tội nghiệp bà lắm luôn á. Bà vì muốn làm đẹp lòng mẹ của anh đó, cho nên bà phải ráng bà học cách nấu ăn vậy đó. À, giống như là nữ công gia chánh vậy đó. Nhưng mà không có được, thấy thương lắm luôn á nha. Ủa anh, hồi nãy em thấy nó đậm lắm mà sao bây giờ hả? Bầm mà nó hết nhanh quá vậy? Hay quá vậy? Hả? Ủa? Sao dính cái phấn gì ở trên mắt anh nè? Ủa? Hả? Có gì là sáng? Ủa cái... Hả? Anh nhớ rồi. Hồi nãy trước khi qua đây anh chưa có bị, nhưng mà sau khi Tùng đưa cho anh uống cái ly nước nho cái gì đó thì anh chóng mặt. Anh Tùng hả? Ờ. Trời ơi, thôi em hiểu rồi, thì ra là Tùng với Quý bày trò đây mà. Trời. Sương, nó nghe nè. Nhưng mà thật ra Tùng chỉ muốn tốt cho anh với em thôi, đừng trách họ. Sau này á, em không thích làm cái gì, anh không ép em nữa ha. Thiệt hả? Vì em, anh sẽ làm tất cả. Hả? À, sao buồn vậy? Có chuyện gì hả? Buồn bực. Tự nhiên khi không bực. Bực là bực anh á, buồn là buồn em. Sao? Bộ anh tính là không có cho em đi học nấu ăn luôn hả? Anh nghĩ không cần đâu. Sao không còn? Em thấy hả, đàn ông ai cũng muốn có một người phụ nữ hả đảm đang mà nấu ăn giỏi nữa. Còn trong khi em chả biết nấu gì hết trơn á. Em quên là biết nấu ăn hả? Nếu như mà bận quá thì mình ra ngoài nhà hàng mình ăn. Nhiều nhà hàng mà. Với lại anh thấy ăn ở ngoài cũng tốt. Chưa hết, anh còn biết làm việc nhà nữa. Nếu hôm nào mà anh đi công tác anh bận quá thì anh thuê người giúp việc, anh việc nha. Nhưng mà cái gì cũng anh làm trơn á. Còn em không có làm được cái tích sự gì á. So với mấy người phụ nữ khác hả, em thấy em dở ẹc à. Làm đẹp. Chuyện của em là chỉ cần làm đẹp thôi, cả thế giới này anh sẽ lo. Nhưng mà em vẫn muốn là em phải đóng góp gì cho xã hội, cho cuộc sống này, anh hiểu không? Thật ra khi mà anh yêu một người á, anh chỉ quan tâm tới niềm vui của người đó thôi. Và đối với anh, cái việc người đó vui á là điều mà anh cảm thấy quan trọng nhất. Còn mấy cái chuyện khác, chuyện nhỏ. Anh, chụp với em tấm hình nha. Ok, chụp hình. Đây. Đúng là đôi trai tài gái tệ mà. Cuộc đời thiệt là bất công. Cái con hồ ly này suốt ngày chỉ biết làm khổ anh Vũ thôi à. Dễ thương quá à. Bạn dễ thương á. Ân ơi. Dạ. Dạ. Lấy cho chị Xuân đi nước cam ha. À, dạ. Nghe nói á, là mẹ anh Vũ khó tánh lắm. Chỉ cần á, mẹ anh Vũ lên đây là cái con hồ ly này hết thời luôn. Em chơi game. Chơi game hả? Ừ. Cho anh coi với. Đây. Gần chết rồi. Để anh. Anh phải vô chỗ này nè. Đây nè anh. Nó bắn anh, nó bắn. Giết nó. Trời, thua rồi. Ôi, xin lỗi mà. Chơi thua rồi. Mặt giận thấy ghét. Thôi, phải chơi lại thôi, đó. Để anh luyện lại cho. Thôi, anh đừng chơi. Anh chơi game là anh sẽ ghiền á. Anh không ghiền game đâu, biết sao không? Sao? Anh ghiền em rồi. Hả? À, Ngân tới kìa. À, tới nè, nước kìa. Dạ, em mời chị nha. Cảm ơn. Đây, anh thử miếng coi ngon không ha. Để của chị anh, nó nấu em bưng ly khác cho anh. Thì anh chỉ thử thôi mà. Thôi. Sao em sợ anh cảm hả? Thôi. Thôi, của chị mà, để chị uống đi, có gì em pha cho anh cái khác. Anh cảm á, nhưng mà uống nước cam thì có vitamin C, nó mau khỏe lại. Thôi, để chị uống đem ra em pha cho anh ly khác. Thôi, anh nghĩ...
Xuân đừng uống nha. Biết sao không? Trời đang nóng, em uống vô nước đá lỡ bị viêm họng sao? Em đâu có sao đâu, em khỏe mạnh. Thôi nghĩ lại. Tự nhiên mua không uống không này. Thôi, em muốn làm tắc tiếng sao? Em không sao, có anh á, anh đừng có uống. Anh uống này á là... Nhưng mà chị nói đúng. Nếu mà anh bị cảm anh uống này là anh sẽ bị nặng hơn. Vậy hả? Nước đá đúng không? Đúng rồi. Thôi em uống sao? Trời đang nóng em uống vô lỡ tắc tiếng sao? Em mà tắc tiếng á, em không muốn chí chia cả ngày. Anh buồn chết luôn á. Nói chuyện gì mà. Thôi, à, em uống đi ha. Dạ, dạ. Uống đi. Sao đâu? Không, quán quy định là nhân viên không có được uống nước của khách. Anh là chủ, bây giờ anh kêu em uống có cái gì đâu. Đâu ai bắt bẻ đâu đúng không? Dạ. Ô, nước cam này ha. Cảm ơn em nha. Dạ. Ê, chơi game tiếp đi. Anh muốn coi chơi game. Chơi dở quá, thua hoài. Thôi mà, anh muốn coi mà. Giờ chơi lại nè. Chơi lại, chắc chắn ăn ha. Rồi. Cái này nó khó lắm, chơi là phải tập trung. Trời ơi, tức quá. Con hồ ly này nó thoát nạn rồi, đáng ghét. Để tôi coi cô lên mặt được bao lâu. Trời đất ơi, lễ tình nhân Valentine thôi mà làm gì mà phải lên Facebook khoe ba cái hình tình cảm rồi hoa quà làm gì vậy? Nắm tay nắm ơ, áo xanh áo trắng. Khoe hoa thì khoe hoa, nó đâu đi rồi cho người khác thấy thì tự nhiên mắc gì phải lên mạng khoe, nhìn phát bực. Chúng ta nhìn nhau đồ nữa thì ghét. Hello, hello, hello. Có ai ở cửa tiệm không? Hello. Chị ơi. Xuân. Vậy. Sao vậy? Vậy. Ủa, thấy bạn tới mà cái mặt tự nhiên cái quạo đeo vậy? Mỗi lần mà Út tôi kêu tôi coi hàng là cái mặt tôi nó quạo vậy đó. Tôi tức tại vì tánh tôi sinh ra không phải để làm kinh doanh. Út của mình, bà dì của mình nhờ mình á trông coi tiệm có chút xíu thôi mà quạt quạo 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 lên thể hiện cái thái độ cái gì vậy? Có phải cháu của Út không? Tôi. Rồi nè, tôi hỏi này nè. Vậy. Qua đâu? Qua gì? Qua. Qua gì? Qua hồng. Are you blind? Gì? Are you blind? Nói tiếng Anh nữa hả? Tôi mới học đó. Là gì? Bạn có mù không? Nguyên một đống hoa hồng trước mặt mà hỏi hoa hồng đâu? Không, không phải. Ý tôi nói không phải mấy cái hoa hồng, mấy cái hoa này là hoa giả. Tôi nói là hoa thiệt kìa. Có thiệt thì đi ra tiệm đặt là có chứ có gì đâu mà hỏi tôi chị. Hoa hồng thiệt. Vào cái ngày này có chưa? Ủa tự nhiên mắc gì ngày này tôi phải có hoa hồng? Trời. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Tiếng Anh của nó gọi là Valentine. Nó đó. Cái ngày là ngày ne này đó. Còn người yêu tặng hoa chưa? Ủa tự nhiên ngày Valentine là người yêu phải tặng hoa hồng. Ủa? Ở rốt cuộc có tặng chưa? Tự nhiên là phải tặng để làm gì, tôi đâu còn đâu. Ủa sao bữa nó có người yêu? Tôi thì có người yêu nhưng mà tôi đâu có còn. Ủa mà tôi thấy mấy người cũng ngộ. Chính vì mấy người đó làm áp lực cho những người yêu nhau. Yêu nhau thì hả để cho cá nhân nhau biết được rồi. Riêng tư hai người biết với nhau được rồi. Yêu thương thì tặng riêng tư đi. Mắc gì ngày này phải tặng hoa rồi phải post lên Facebook rồi phải khoe là mình có quà để làm gì. Mấy cái đó là tức á. Là tức á đúng không? Tôi không có tức, tôi chỉ nói sự thật là như vậy thôi. Đối với tôi tình yêu là cái chuyện của hai người biết nhau được rồi. Tự nhiên cái mình phải hả áp lực lên cái người bạn trai của mình tặng hoa cho mình. Thì cái ngày đó nhiều khi người bạn trai của mình bận rộn công việc gì đó mà cũng phải ráng đi mua bó hoa cho mình. Thì cái đó đâu phải là gọi là yêu, mà cái đó là giống như là ích kỷ rồi. Mà gọi là xạo. Xạo gì? Là tức quá nó chuyển qua, nó dối nó xạo tôi. À không hề nha. Ôi, trên đời này, trên cái thế giới này á, không có bất cứ một người phụ nữ nào mà muốn cái ngày mà lễ tình nhân Valentine là không có bạn trai tặng quà, tặng hoa cho mình hết trơn á. Nếu như mà người đó không cần á, người đó không phải là phụ nữ. À, tôi là gái thẳng nha. Nhưng mà tại vì cái tính tôi nó khác mọi người thôi. Tôi không có thích người ta làm những cái trò màu mè như vậy.
Tôi chỉ thích là yêu tôi thì yêu tôi thật lòng. Tình cảm là điều quan trọng nhất. Không cần vật chất, không cần gì cả. Thôi xạo quá. Cái mặt kìa, cái đó, cái ánh mắt kìa. Cái ánh mắt liếc qua liếc lại là đang buồn, đang giận, đang hờn ai đó. Ôi du duyên quá à. Tự nhiên qua đây nói tôi vậy để làm chi vậy? Ủa chứ sao mấy người nó khoe với tôi mấy người có người yêu rồi mà sao giờ không có người tặng là sao? Thì tại tôi không cần cho nên người yêu tôi không tặng. Sao chứ giờ tôi cần hả? Người yêu tôi tặng cho tôi cả nhà hoa cũng được nữa. Thôi đừng có nói, quê rồi không ai tặng hết là buồn. Ngồi ở đây rồi xong cái giận cá chém thớt rồi xong cái nói với gì mình này nọ là kêu nhờ vả đồ coi trông coi cửa tiệm. Du duyên quá à, không có nói chuyện nữa đâu. Tự nhiên nói chuyện với tôi? Không. Bạn thân biết bao nhiêu lâu rồi? Không. Có cái ngày này qua tôi tâm sự để coi có biết là có người yêu, có yêu thương mấy người hay không. Quá ra nghĩ sao con gái mà đời nay ngày Valentine không ai tặng quà. Thôi đi. Tự nhiên qua đây rồi nói này nói kia làm chi vậy? Nói gì vui nói tự nhiên qua đây cà khịa người ta à? Học đâu ra cái tính cà khịa vậy? Đi. Được rồi, qua chơi thân thiết với nhau, an ủi nhau, giúp đỡ nhau. Không cần. Chia sẻ nó buồn nó vui niềm vui. Không có nỗi buồn đâu để mà chia sẻ. Rồi thôi. Đuổi. Giờ tôi không tìm mấy người nữa. Tôi đi tìm Quý. Bye. Kỳ cục, tính tình vậy ai yêu? Cả tôi. Nói vậy thôi chứ mình cũng thích có quà mà. Mà sao anh Vũ chưa có tặng quà cho mình ta? Cái gì vậy? Tự nhiên rủ tôi ra đây ngủ uống cà phê. Ngồi không nói năng gì, mặt buồn so giống như cái mền vậy. Tôi buồn. Buồn chuyện gì? Chuyện đó. Không lẽ nó biết cái chuyện mà anh Vũ với chị Xuân đang quen nhau sao ta? Quý đem bèm cái gì? Long à. Thôi đừng buồn nữa Long. Không, tôi buồn lắm. Tôi muốn đi tự vẫn cho chết cho rồi. Thôi để... Thôi sẵn đây thì... Thôi mình cũng nói cho nghe luôn. Thật sự thì... Anh Vũ với chị Xuân đang quen nhau. Thôi mình... Cái nào mình nắm không được thì mình nên buông bỏ nha. Đừng có cố chấp. Ha? Thôi mà, tôi biết mà. Tôi biết ông cũng đã từng theo đuổi, từng thích chị Xuân. Vì Út Hường của tôi cũng đã chấm ông làm rể cho gia đình của tôi rồi. Nhưng mà đời mà Long ha, mình đừng có cưỡng cầu quá, nó không hạnh phúc. Người ta nói dây dưa dây dẫn dễ dở dang lắm. Cái gì vậy? Tự nhiên Xuân gì đâu đây? Xuân có người yêu là chuyện của Xuân, còn đâu có liên quan gì cuộc đời của tôi đâu. Nói gì kỳ vậy? Tại sao không liên quan tới chị Xuân vô cuộc đời của ông? Không phải ông thích chị Xuân hả? Có thích mà. Còn quên. Trời ơi, thích mà còn quên nữa hả? Nói chuyện mắc cười quá. Tôi cũng tính nói ra. Nhưng mà nói ra sợ quê. Quê cái gì? Tôi với ông bạn thân với nhau rồi đặt quê. Làm như xa lạ lắm gì. Bạn thân hả? Ừ. Vậy hai đứa mình là bạn thân đúng không? Thân quá rồi chứ. Bạn thân là con đường ngắn nhất để tiến đến tình yêu giữa hai người đàn ông. Cười gì mà mặt nham hiểm gì cha? Cười nào? Mấy em ngồi em cười mình ông đó. Tôi đang buồn mà. Ông buồn mà sao ông cười? Buồn cười. Kỳ. Nhưng mà ông biết không? Thì cái chuyện của Xuân đó, thì tôi là một người đàn ông đỉnh đạt, chín chắn. Cho nên cái chuyện của Xuân yêu ai thì Xuân cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Tôi cũng cầu mong cho Xuân hạnh phúc. Gì? Thiệt không vậy? Người đàn ông cao thượng ở đây hả? Vĩ đại dữ vậy sao? Chứ sao? Lần đầu tiên tôi mới thấy ông nói được mấy câu nghe nó có ý nghĩa chút xíu đó nghe. Chứ gì nữa? Nhưng mà tôi vẫn buồn. Sao cứ buồn hoài vậy? Biết hôm nay là ngày gì không? Ngày Valentine. Giờ anh thai là ngày gì? Ngày tình yêu á. Tình yêu liên quan tới tôi? Lãng, tôi đâu quan tâm tới mấy cái chuyện đó. Không quan tâm mấy chuyện đó? Không. Vậy là... Vậy có nghĩa là Quý chưa có người yêu. Cái gì lại cười nham hiểm như vậy?
Ủa? À, anh Vũ đi chơi hả? Dạ. Ủa đây là à, em giới thiệu với anh Vũ, đây là bạn Long, Lê Vũ Long. Dạ. Bạn em. Còn đây là anh Nguyễn Vũ Trường Vũ. Anh là Nguyễn Vũ Trường Vũ. Ừ, chào em. Dạ, chào gặp em. Tên đầy đủ của em là Lê Bửu Long. Dạ. Thôi, hai đứa đây chơi nha. Anh vô làm việc xíu. Dạ. Bạn trai chị xin tiếp bạn đi ha. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, anh Vũ hả? Vũ đó. Đẹp trai quá vậy. Trời ơi, còn phải nói nữa, người ta vừa đẹp trai mà người ta còn giỏi chủ chuỗi Vũ Cà Phê đó. Trời ơi, đẹp trai. Ừ. Nhà giàu, tướng tá. Được quá ha. Cái gì vậy? Hả? Ông nói chuyện tự nhiên tướng tá gì được ở đây. Ông nói giống như là ông chưa từng thương chị Xuân của tôi vậy. Có mà, có thương mà. Có thương không? Sao tự nhiên tôi giới thiệu đó là bạn trai chị Xuân? Đáng lý ra cái tâm lý thuận của ông là ông phải lồng lộn lên, ông ghen lên, ông tức lên chứ đâu có ngờ dưng dưng được. Có ý tôi nói hồi nãy, tôi có nói nắm cái ý đó rồi. Tôi nói là để cho người ta theo cái tình yêu của người ta hạnh phúc là được rồi, hiểu không? Hay là sao tôi vẫn nghi nghi ông, hình như ông không có thích chị Xuân tôi nè. Tôi biết rồi. Cái gì? Tôi biết rồi. Thì ra là ông giấu ha. Giấu cái gì? Tôi biết là nhiều khi cái chuyện tình cảm mà ông dành cho chị Xuân á, nó chỉ là ngộ nhận thôi chứ nó không phải là tình yêu đích thực. Đúng chưa? Đúng không? Ờ. Đúng không? Đúng rồi. Vậy chúc mừng ông, ông đã thoát ra được khỏi cái tình yêu ngộ nhận rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Thôi chấp nhận đi, đừng dây dưa dây dẳng nữa nha. Uống cà phê đi. Tưởng đâu Quý hiểu là tấm lòng của mình rồi. Valentine gì mà buồn ghê. Vui lên. À, dạ, chào đạo diễn. Ồ, chào doanh nghiệp trẻ. Ồ, chào anh. Chào. Rất hân hạnh được biết anh. Rất hân hạnh được biết em. Dạ. À, mời anh ngồi. À, đúng là doanh nghiệp trẻ tài năng ha. Dạ, thật ra thì tài năng gì đâu anh. Em cũng chỉ làm kinh doanh nhỏ lẻ mấy quán cà phê thôi. Đúng, anh uống nước đi. Khiêm tốn, khiêm tốn. Không, cái này của ai vậy? Có người à? Dạ, chuẩn bị sẵn cho anh đó. Vừa alo cho anh, biết anh qua đây làm kêu nhân viên pha cho anh liền. Pha cho anh cà phê liền? Dạ, cà phê đen, đá, không đường. Trời ơi, đúng là hiểu được anh chỉ có Vũ thôi. Hay quá. Thật ra thì em nghĩ đạo diễn đi quay á, cần cái độ tỉnh táo. Nên em nghĩ là cái món này phù hợp cho anh. Đúng rồi, anh rất mê cái món cà phê đen, đá, không đường. Dạ, em mời anh ra đây có chuyện gì? Dạ, thì em cũng định nói nè. Em biết anh Bạch Tri lâu rồi, nhưng mà em chưa có dịp nói chuyện nhiều với anh. Hôm nay á, mời anh qua đây, thứ nhất là hỏi thăm anh, thứ hai là em có chuyện muốn nhờ giả anh. Em cứ nói. Dạ, không giấu gì anh, em với lại Xuân đang quen nhau. Quen nhau? Dạ. Chúc mừng. Dạ. Anh thành thật chúc mừng đôi trai tài gái sắc. Dạ, cảm ơn anh. Ngày Valentine. Dạ, chính vì ngày Valentine nên em muốn có một món quà đặc biệt, thật đặc biệt đi tặng cho Xuân. À, em muốn nhờ anh giới thiệu Xuân vô một vai diễn, mà một vai diễn thật là hay, phù hợp với Xuân. Vai diễn thật hay, phù hợp với Xuân. Vũ biết rồi, anh từ nước ngoài về, quen biết thì anh chưa có được nhiều, mà đưa Xuân vô vai diễn thì hơi bị khó một chút. À, dạ, thật ra thì em cũng suy nghĩ kỹ chuyện này. Khi mà nói với anh, em biết vô vai chính cũng hơi khó. Nếu được á, thì anh có thể giới thiệu cho Xuân một vai thứ chính cũng được. Miễn vai đó tâm lý nhân vật hay, Xuân đóng xong vai, Xuân nổi tiếng là được. Thứ chính? Dạ. Nhưng mà cũng hơi khó đó. Khó mày, nữa anh. Em biết không, Xuân là diễn viên trẻ, đó diễn xuất chưa có được. Mà anh đẩy vô vai lớn quá thì hơi bị căng. Anh hả? Anh yên tâm. Anh cứ giúp em đi ha. Nếu mà tốn kém chút cũng được. Ok. Cái này em hiểu anh nè. Đó, có tiền là được tất cả. Đó. Yeah. Ok, coi như là sự hợp tác của anh em mình là yeah, đâu đó sẽ bằng lòng rồi đó. Anh Bạch Tri cứ giúp em ha. Cứ làm hết sức mình. Em hứa sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Nhưng mà có chuyện này em nhờ anh. Anh nhớ là cái chuyện với anh với em á, mình phải tuyệt đối giữ bí mật, không cho Xuân biết nha anh. Ok, anh sẽ giữ bí mật. Yeah. Chúc cho công việc của anh em mình thuận buồm xuôi gió.
Vậy là mình đã có món quà Valentine tặng cho Xuân rồi. Trời ơi, chắc chắn lần này Xuân sẽ thích. Chán quá. Cuộc đời gì mà buồn chán quá. Tôi không có hợp với cái cuộc sống này. Cái cuộc sống của tôi là cái cuộc sống làm diễn viên kìa. Tỉnh lại giùm cái đi. Nè, con nên tập trung như cái chuyên môn là canh cái shop quà cho Út nghe chưa? Suốt ngày cái thằng chán hoài à, nhìn cái mặt con mới thấy chán đó. Út ơi, con có tài năng diễn xuất như vậy, Út đừng có bắt con đi bán hoa hoài. Con đâu có hợp với ngành nghề này đâu, con hợp với làm diễn viên không? Làm ơn tỉnh lại giùm Út đi. Út chưa từng bao giờ thấy con ló ra một cộng tài năng nào về diễn xuất hết. Tại Út thấy vậy thôi, chứ thật ra cái số con sinh ra là để làm ngôi sao đó. Bây giờ vậy nè, coi như con có ngôi sao nào để chiếu mạng đi, nhưng làm ơn con tắt cái ngôi sao đó ha, rồi tập trung vô công chuyện nè, lo phụ bán hàng với Út, rồi sau này Út già rồi con tiếp quản cơ ngơi, lấy chồng sinh con, phát triển cái shop hoa này càng ngày càng lớn mạnh hơn, liệu đó có phải là tương lai vững bền hay không? Đúng, tại sao con không nghe lời Út hả? Tại vì mấy cái này Út nói con nhiều quá, riết con thuộc luôn á. Có một bài Út nói hoài à. Thuộc sao không làm theo? Nhưng mà Út phải hiểu là khi mà con nổi tiếng rồi á, Út mà là Út của con là Út nổi tiếng theo con luôn á, Út phải tin con. Wow. Kéo. Biết Út đang làm gì không? Làm gì vậy? Quăng dây kéo con tự trên cục điện xuống. Tỉnh lại dùm cái đi cô. Xuân ơi, Xuân, em ở đâu? Đúng là ai đặt em cái tên Xuân vậy? Toàn là em đem mùa xuân đến cho anh ta không? Chúc mừng, anh chúc mừng em. Gì vậy? Mừng gì? Em thấy anh chúc mừng dữ quá mà em cũng không biết anh mừng chuyện gì nữa. Trời ơi, em vừa được chọn vào vai thứ 9 mà đạo diễn và nhà sản xuất chọn em. Thì chọn vai thứ 9. Vai thứ 9 hả? Trời ơi, anh ơi, trời ơi. Con mời không nghe không? Con được chọn vào vai thứ 9 một bộ phim lớn không anh? Phim rất lớn. Trời, vậy là em nói sau phim này là em sẽ trở nên nổi tiếng đúng không? Đúng, em sẽ nổi tiếng. Ôi, ông mời ông nghe chưa? Út nghe rồi, Út đang thắc mắc là cái nhà sản xuất nào mà gan mà khùng quá vậy? Đúng rồi, sao nhà sản xuất với đạo diễn chọn em vậy anh? Em biết rồi. Theo cái suy luận của em, theo cái suy luận của em thì em nghĩ vậy nè. Tại vì em đóng mấy cái phim trên YouTube á, đúng thì rồi. Nó được rất là nhiều view. Chính xác. Mấy triệu view đúng không anh? Đúng. Cho nên là bây giờ nếu mà em đóng một bộ phim lớn đi, đúng, là em sẽ mang mấy triệu khán giả về cho bộ phim lớn. Nhất 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 mấy triệu khán giả. Gì vậy, người ta mới chọn em đó. Ôi, em thích quá à. Em sẽ nổi tiếng. Anh ơi, thời của em tới rồi anh. Tới, ơi, đúng rồi, tới rồi. Xuân ơi, Xuân đến rồi. Ông ơi, vui quá. Yeah. Ông ơi, trời ơi, vui quá, trời con vui quá. Rồi khi nào ký hợp đồng? Thì bây giờ xong lần đi ký hợp đồng liền đó. À, đi ký hợp đồng rồi. Để chuẩn bị đồ để chuẩn bị đi có hợp đồng. Ôi, nhớ nghe anh đợi một chút rồi. Yêu ông ơi, con không phải bán qua nữa, con sẽ làm cái gì nổi tiếng. Nè. Rồi, làm phim gì nhăn gỏi cuốn vậy? Làm lia lịa sắp nhăn vậy đó hả? Ủa? Thời buổi giờ chỉ cần liện mấy cái clip gì đó lên YouTube là tự nhiên trở thành diễn viên được hả? Cũng ngộ nghe. Ủa? Em chuyển khoản cho anh rồi đó, anh nhận được chưa? Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Hôm nào rảnh á, bỏ quán cà phê của em mời. Dạ, chào anh. Anh Vũ, bọn anh bỏ tiền ra mua vai diễn cho chị Xuân nhà em đúng không? Anh làm sao mà tự nhiên anh bỏ tiền mua vai diễn chị vậy? Đừng nói lớn. Thật ra thì anh thấy chị Xuân của em có năng khiếu. Chứ thực lực của chị em á, nếu như có cơ hội chắc chắn chị em sẽ nổi tiếng. Ở đâu à? Ở đâu mà anh có cái niềm tin mà nó hoang đường, nó hoang tưởng tới mức độ mà nó không có được hoan hỷ như vậy vậy? Nè, em nói anh nghe nha. Em làm sống với chị Xuân từ lúc nhỏ tới lớn nên em rất là hiểu tính của chị. Chị không làm diễn viên được đâu. Nên anh đừng có gieo rắc những cái tư tưởng mà chị có thể trở thành diễn viên như vậy được. Vậy lúc nào cũng cà tưng, anh thấy không? Em mà em không hiểu cái điều này. Mình phải đóng nhiều phim, đúng không? Nhiều phim thì mình có kinh nghiệm diễn xuất được. Trời ơi, đóng nhiều phim hả? Ừ. Nói vậy là sau phim này, ví dụ như mà chị không thành công là anh sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua một cái vai khác cho chị nữa đúng không? Chính xác. Dạ, có chuyện gì vui hả? Tất nhiên là có chuyện vui thì em mới tươi như vậy rồi. Chuyện gì? Em xin trân trọng thông báo cho anh biết, em
đã được đóng phim. Chúc mừng em nha, giỏi quá. Em vui lắm luôn á. Anh cũng vui nữa. Ôi em vui mà, ngồi em vui mà em muốn xỉu luôn đó anh. Vui vui lắm luôn. Anh sao? Anh nghĩ đi, à, bây giờ em được đóng vai chính rồi ha. Có khi nào á em sẽ một bước thành sao, em đóng xong một bộ phim thôi là em trở nên nổi tiếng luôn, đúng không anh? Tất nhiên rồi, anh tin với khả năng của em, sớm muộn gì em cũng sẽ nổi tiếng thôi. Sao vậy? Thật ra em cũng hơi lo hơi sợ một chút. Tại vì xưa giờ em đâu có đi học trường lớp gì đâu, em cũng không phải được ai dạy gì hết trơn á, không có một chút chuyên môn kiến thức gì hết, em sợ làm được. Đó mới là lợi thế của em. Em thử nghĩ đi, tất cả những người diễn viên họ đều diễn kỹ thuật hết, nhưng em không có nhiều kỹ thuật, em diễn cái nội tâm của em, những cái tự nhiên nhất của em, thì đó là cái điện ảnh, đúng không? Cái lợi thế của mình. Còn nếu như mà sau này á em học lên cao hơn, anh sẽ kiếm chỗ chất lượng cho em học. Thiệt hả? Thiệt. Khôn quá. Gì? Anh đúng là người đàn ông hoàn hảo, là chỗ dựa vững chắc của em. Thử cái nha. Anh sao? Anh mà không được. Sao nữa? Tại vì cái đó là chuyện nếu như thôi. Ừ. Là bây giờ cũng nếu như nữa nè. Sao? Nếu như là em diễn không được mà đây là phim đầu tay nữa. Rồi, như vậy là con đường sự nghiệp của em ở phía trước là nó đang thui thùi lùi luôn á. Em yên tâm đi, có rất là nhiều đạo diễn giỏi. Nếu như mà em gặp được một đạo diễn có chuyên môn cao thì chắc chắn họ sẽ khai thác được cái tiềm năng diễn xuất của em. Và anh tin chắc rằng nếu sau cái bộ phim này em sẽ gặp được nhiều đạo diễn khác và tham gia nhiều vai diễn mới. Chắc chắn luôn. Thiệt không? Thiệt. Em tin anh đó nha. Anh tin vào em. Trời ơi vui quá, bây giờ anh vẫn còn vui luôn á. Người em kiểu lân 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 lân. Chúc mừng em. Vừa ấy luôn á. Xuất sắc. Mấy cái đầm đẹp quá trời đẹp luôn à. Thích ơi là thích. À. Thấy hết rồi. Khỏi giấu. Nó tràn ra cả một cái giường như vậy. Con nghĩ con giấu được Út hả? Lại mua đồ mới nữa. Ai mua? Ở đâu ra? Mua hồi nào? Dạ... Mới mua. Ai mua? Dạ... Anh Vũ. Trời ơi! Lại là thằng Vũ! Út đã nói với con báo bao lần rồi là không được nhận đồ, không được nhận quà của thằng Vũ nữa mà. Sao con không nghe? Nhưng mà Út ơi, anh Vũ anh lỡ mua rồi, con cũng không muốn nhận đâu. Mà tại anh năn nỉ con quá trời luôn á. Anh năn nỉ con nói con nhận đi, tại bây giờ anh trả đâu có được. Mà bây giờ mình không nhận, anh cũng đâu có mặc được đâu Út. Ổn lắm. Trời, dù nó năn nỉ cũng không được nhận. Con à, con không được dựa dẫm vào thằng Vũ. Phụ nữ phải độc lập về kinh tế thì nó mới nể mình, hiểu chưa? Dạ. Phải vững vàng, phải độc lập, phải làm ra tiền, phải giàu có, phải tự quyết định thu chi và tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình. Không được dựa dẫm vào đàn ông, hiểu chưa? Dạ hiểu. Xuân à, thật ra không phải Út khó khăn gì với con, nhưng mà cháu gái của Út sẽ bước cẳng vào showbiz. Ở trong showbiz á phức tạp lắm, nhiều cạm bẫy lắm, nhiều chông gai lắm. Con phải giữ gìn, phải mạnh mẽ để vượt qua tất cả những cạm bẫy và chông gai đó. Ba mẹ con mất sớm, Út đã hứa với ba mẹ con á là sẽ lo lắng chăm sóc dạy dỗ tụi con nên người. Lỡ mà con có chuyện gì á, mai mốt Út xuống dưới không có mặt mũi nào để nhìn mặt ba mẹ con đâu. Con hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Hiểu thiệt không vậy? Sao cái mặt con vẫn y chang như cũ vậy? Không có cập nhật phiên bản nào mà đã hiểu lời Út nói hết trơn vậy hả? Dạ, dạ con hiểu trong lòng đó Út. Mỗi lần mà Út nói á là từng lời, từng chữ, từng câu của Út là nó in sâu ở trong cái bộ não của con nè. Vậy là tốt rồi. Dạ. Mà nè, thôi, bây giờ con tạm gỡ mấy cái câu của Út, con thả ra ngoài đi.
để cho mặt mày nó tươi tắn, căng thẳng lên. Chứ nó hằn trong não, nhiều khi nó hằn lên mặt con già cũng xấu bớt đi đó. Ngày mai lại đi gặp đạo diễn sản xuất rồi, gương mặt phải tươi, không vướng bận chút ô phiền. Con cảm ơn Út. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi con. Dạ. Nằm xuống, nằm xuống. Dạ. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Dạ. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Đó, dạ. Rồi. Nhắm mắt lại. Dạ. Giữ mãi thanh xuân trên gương mặt. Dạ. Con cảm ơn Út đi nghe. Dạ. Quấn nằm với cái đầu mến tét vậy trời. Vô tâm mà. Trời ơi, đàn ông con trai mà sống vô tâm gì mà sống được hả con? Con thấy Út trộn rộn, lo lắng, đi tới đi lui, đứng ngồi không yên hay là sao mà con nở lần nào con ngồi đó con cười hí mà con chịu được hả? Ủa mà ông lo chuyện gì? Lo cho chị hai con đó. Vụ gì mà ông lo? Ơi, bữa nay nè là nó đi ký hợp đồng phim. Út không biết là với cái tính mà khùng khùng điên điên của nó như vậy, đạo diễn có chịu giao vai cho nó hay không? Mà không giao vai một cái nha, nó tổn thương, nó đổ vỡ rồi. Hậu quả khó lường lắm con ơi. Con yên tâm đi, giao vai rồi. Ủa, nó có điện thoại hay nhắn tin gì báo cho con hay vậy? À, tôi có đâu, tôi có. Tôi có. Vậy sao nói chuyện như đúng rồi vậy? Làm như là thánh phán vậy đó. Ờ thì con đoán vậy mà. Đoán gì mà như là biết hết trơn mọi chuyện vậy? Mà con nói con nói Út nghe, Út không cần phải lo cho chị đâu. Bây giờ chị có người lo cho chị rồi. Giờ ai chị mà khỏe lo lắm. Con nói thiệt, bây giờ chị Xuân ai khỏe mà lo lắm chứ. Tại sao? Tại sao? Đâu biết tại sao. Tại sao? Tại ngồi tại ông đạo diễn chứ đâu phải tại Út đâu con. Tại sao lại ơi, tại sao lại lừa dối con? Không có, Út thề luôn, Út không có. Út đang lo cho con, Út không có lừa dối gì hết á. Xuân ơi bình tĩnh lại Xuân ơi. Con không có. Tôi đã làm tin anh. Hả? Anh đã lừa dối tôi. Trời ơi, nó đổi giới tính cho Út luôn rồi. Con ơi, là Út, anh nào làm con đau khổ vậy? Là thằng đạo diễn phải không? Đạo diễn không giao vai cho con đâu phải là lỗi Út. Anh sẽ phải trả giá. Thôi, bớt diễn. Bớt diễn lại nha. Bớt diễn. Ê, diễn hay không? Gì vậy Út? Gì vậy? Ủa nó sao nó tỉnh queo vậy? Sao con tỉnh bơ vậy? Như chưa hề sang chấn tâm lý khi bao giờ vậy? Không có sang chấn tâm lý gì đâu. Cái này chỉ là diễn xuất thôi Út ơi. Diễn xuất, diễn xuất, diễn xuất. Hả? Ừ. Là hồi nãy giờ con diễn? Ừ. Mà làm Út tưởng thiệt. Thiếu điều Út muốn rụng tim vậy đó. Đó thấy chưa? Út tưởng thiệt kìa. Chứng tỏ là chị diễn hay lắm luôn. Thôi chị đừng có tự tin. Chị chỉ có lừa được Út thôi chứ em nhìn vào ánh mắt, cái hành động cử chỉ của chị là em biết chị đang diễn. Không, nó diễn rất thiệt. Ừ. Út thề với con luôn. Tìm Út thòng bây giờ phải kéo người cửa lên nè. Đó, câu dây buộc treo lên cổ. Trời sợ quá, sợ luôn đó con. Sao con thấy bà diễn có sâu sắc, có tinh tế cái gì đâu. Thôi. Nhìn cái là biết diễn giả liền. Diễn như vậy rất là sâu sắc và tinh tế. Út còn nói mà tại sao em lại biết là chị diễn được. Em xạo. Ừ đúng rồi. Xạo đâu xạo. Nó diễn thiệt như vậy á. Làm sao mà con biết là diễn giả. Ừ. Ừ thì con dao nè, con dao đây. Gì? Con dao thiệt mà. Con giả nè. À. À. Con dao giả mà Út. Ờ. Giả mà như thiệt chứ. Ờ, nhìn giống như thiệt như giả vậy đó. Trời Út ơi, cái này là con dao đoàn phim đó. Con mượn về để con tập diễn xuất. Út thấy không, nó dao giả chứ Út nghĩ đi. Con là cái đứa sợ dao kéo nhất trên đời luôn á. Con sợ mấy cái gì nhọn nhọn mà kêu loại lắm. Đời nào mà con cầm được con dao như vậy. Thôi mà em nói chị nghe. Gì? Nha. Một người bình thường như em, không có nghề, không có chuyên môn, mà nhìn một cái là biết chị diễn liền. Đối với những đạo diễn khác, người ta có nghề, người ta có chuyên môn, ta nhìn chị, ta thẩm định là người ta chỉ biết chị diễn, giả. Ủa sao em hay vậy? Làm sao em biết? Tại chị diễn dở. Ủa? Không lẽ mình diễn dở lắm hả ta? Hay là lần sau con diễn với con dao thiệt. Ờ.